Hôm nay ngày 8 tháng 8, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Thành sinh năm 1978, ngụ quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh, 18 năm tù về tội giết người, 3 năm tù tội cướp tài sản. Tổng mức hình phạt mà Thành phải chấp hành là 21 năm tù. Đây cũng là mức án mà trước đó Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt đối với bị cáo. Sau án sơ thẩm, Thành kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, bị cáo không nêu được nội dung nào mới để cấp phúc thẩm xem xét. Theo nội dung bản án sơ thẩm, Thành và chị H có quan hệ tình cảm yêu đương. Khoảng 15 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2011, chị H gọi điện hẹn Thành đi uống bia để giải quyết mâu thuẫn giữa hai người. Tàn cuộc nhậu, Thành chở chị H đến một khách sạn trên đường Rạch Bùng Binh thuộc quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh để ngủ qua đêm. Tại đây, Thành và H tiếp tục mâu thuẫn, cự cãi. Chị H thách thức Thành giết mình. Sáng sớm hôm sau, ấm ức vì bạn gái thách mình giết, Thành xuống quầy lễ tân mượn một con dao rồi quay lên phòng đâm vào người bạn gái. Bị đâm vào người, chị H tỉnh giấc và chống cự thì bị Thành tiếp tục đè xuống giường dùng tay bóp cổ. Khi chị H bất động, Thành lấy chăn phủ lên rồi lấy điện thoại xe máy của chị H rời khách sạn. Trưa ngày 20 tháng 6 năm 2011, nhân viên khách sạn không thấy chị H trả phòng, gọi không được nên lên phòng kiểm tra thì phát hiện chị H đã chết nên trình báo công an.